biết là tính ra anh làm trong cái gì cái này mình nếu mà... cái chợ cá nằm phía bên trong đó đó nha, Public Market Center là cái chợ cá nổi tiếng thế giới nằm trong đó đó, của Seattle. Nổi tiếng thế giới ở bên Seattle nó gọi là Public Market Center, và vào trong đó đó thì quý vị sẽ thấy là buôn họ buôn bán hoa rồi cá sống rồi đủ các món ngon vật lạ. Đến đây dòi, đó là quý vị thấy cái củ tỏi nhỏ nhỏ xíu à, mấy cái bằng cái bàn tay luôn rồi, tỏi dòi, đó xem rớt rồi chụp lại được, sao, quá wow, trời, chúng tôi đang ở cái chợ cá ở bên Seattle. Nó có dừa, kiwi này, strawberry này, bánh 5 cái 2 đồng 50 cent một cái, chỉ mua 5 cái thôi. Đặc biệt đó là cái strawberry. Dâu á. Dâu. Đi mua trái cây. Đây nó có cái cam máu này. À, đỏ chét ha. Cam rút, rút orange. Rút orange. Trái này có phải là trái sim không? Không, không, cái này là raspberry hay là gì đó. Blueberry. Chắc là cũng là trái sim đấy. Cái thầy mấy này là mấy thằng thầy thầy á. Không, không, cái góc kia kìa, góc đầu chứ mà. Hello. Hello. Lại nắm cái này đưa lên cái coi, cầm cầm mới đưa lên cái hả? Rồi mới biết lớn nhỏ chứ. Rồi em quay lên YouTube rồi em đưa cho Lân coi. Hay Lân cầm á. Rồi quay video lên đâu có gì đâu. King crab này mới là cái món. À, king crab này cái này là một cái cặn của con cua thôi đó. Một cái cặn của con cua thôi. Wow. Ông chị nó ở với chị hả? Ở với mấy đứa cháu tụi đó. Bốn thằng đứa cái nhà đó. Bốn thằng đứa cái nhà ở chung. Làm gì làm? Không có làm gì làm. Má mấy cái năng nghỉ nói má của mấy đứa cháu thì cứ nói cho nó ở chung với cô đó không? Nó lớn rồi, nó lông có cánh có rồi cho nó ở riêng đi. Nó muốn làm gì nó làm dễ hơn. Đúng rồi. Tôi không có muốn ai phiền tôi mà tôi cũng tôi phiền ai đâu.
vậy cô cháu nó bền hơn.